Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin đặc biệt trong Tết Nhâm Dần của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC được phát sóng trên kênh Truyền hình Kỹ thuật số VTC9. Thưa quý vị, trong dịp Tết đến xuân về thì ai trong chúng ta cũng mong muốn là sẽ có một cái Tết thật là sum vầy này, đoàn viên trong gia đình và rất là mong muốn trong năm mới chúng ta sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp mới đúng không ạ? Nào là thành công này, may mắn này và cái mà mọi người đang rất là cầu mong trong năm tới đó chính là sức khỏe nữa. Và điều này là càng có ý nghĩa hơn nữa thưa quý vị và các bạn cũng như những người bạn dẫn của tôi khi mà chúng ta lại tiếp tục đón một cái Tết một năm mới trong bối cảnh vẫn hết sức đặc thù. Đó là dịch bệnh Covid-19 thì đang diễn biến phức tạp. Và năm 2022, năm nay, các hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam dự báo sẽ phục hồi nhanh hơn, mạnh hơn nữa khi mà chúng ta để kiểm soát tốt diễn biến của dịch Covid-19 và chúng ta đang thực sự thực hiện được chiến lược đó là sống chung một cách an toàn với dịch bệnh. Dạ vâng, và sự phục hồi này là thành quả của mỗi chúng ta, mỗi một con người, mỗi một gia đình khi mà chúng ta ý thức hơn trong câu chuyện phòng chống dịch cũng như là cố gắng duy trì mọi công việc hoạt động của mình để giúp cho nền kinh tế có thể phục hồi. Và cùng với việc giữ gìn sức khỏe mừng xuân mới thì có lẽ là mong muốn sự phát triển về kinh tế xã hội cũng sẽ là mong muốn của tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì còn có rất nhiều những điều mong muốn nữa trong năm 2022. Và những điều đó là gì thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới cùng đến với những thuần phong mỹ tục của Tết Nguyên Đán cổ truyền Việt Nam, nét đẹp trong phong tục mừng tuổi đầu năm hay những quan niệm truyền thống về sự mở hàng khai xuân gửi gắm mong muốn một năm mới no đủ. Nhìn nhận về những vận hội mới trong năm 2022 khi mà nền kinh tế Việt Nam với hạt nhân là các doanh nghiệp đã có những dấu ấn rất đậm nét, vượt khó trong suốt gần 3 năm qua, dù cho đại dịch đã tạo ra những thách thức vô cùng lớn. Cùng trò chuyện với ca sĩ Eric và các nghệ sĩ Việt với nhiều dự định đang được họ ấp ủ thực hiện trong năm 2022. Thưa quý vị, Tết đến xuân về là dịp để chúng ta cùng sum vầy với người thân, với bạn bè và cùng gửi cho nhau những câu chúc. Và không thể thiếu đó chính là những cái bao lì xì đỏ đầu năm đúng không ạ? Trong những cái bao lì xì đỏ đó nó chất chứa những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và mỗi bao lì xì còn sâu đậm giá trị tình cảm giữa người cho và người nhận, đặc biệt là giữa các thành viên trong gia đình với nhau nữa. Và với tất cả chúng ta thì lì xì ngày Tết đã là một phong tục, một nét đẹp truyền thống không thể thiếu vào những ngày đầu năm mới với ý nghĩa là chúc may mắn đầu năm. Có lẽ cuối chương trình hôm nay thì chúng ta cũng sẽ lì xì cho nhau bởi vì sao ạ? Không chỉ là lì xì cho trẻ nhỏ đâu mà chúng ta còn lì xì mừng tuổi ông bà, bố mẹ, bạn bè lì xì cho nhau để chúc mừng một năm mới. Và chúng ta thấy là có rất nhiều cách để mà những cái phong bao lì xì này mang đến niềm vui, ý nghĩa đúng với sự tốt đẹp nguyên thủy của nó về lì xì ngày Tết. Dù là Tết nay hay là Tết xưa thì lì xì vẫn là một cái phong tục không thể thiếu của người dân Việt trong ngày Tết. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những nội dung có trong phóng sự ngay sau đây để có thể hiểu rõ hơn về phong tục lì xì trong những ngày đầu năm mới. Như mọi năm, vào ngày mùng 1, gia đình chị Tuệ An súng xính trong bộ quần áo mới, sửa soạn đến nhà bố mẹ chúc Tết. Và có lẽ điều mong đợi nhất đối với bọn trẻ là màn lì xì mừng tuổi đầu năm mới. Những đứa trẻ háo hức được người lớn tặng cho một phong bao lì xì và số tiền nhỏ trong đó thường trẻ hoặc bố mẹ sẽ cất giữ. Năm mới con rất thích nhận lì xì để cho con mua đồ chơi, mua đồ dùng học tập hay là mua trò chơi cho cả nhà. Đầu năm ấy, cái lì xì cũng là cái nguyện vọng của tôi cũng như của gia đình là cho các con sống hạnh phúc và các cháu học giỏi, chăm ngoan, biết nghe lời ông bà và đại gia đình hạnh phúc trong năm mới. Đã từ rất lâu, lì xì trở thành một tục lệ không thể thiếu trong những ngày Tết. Dù là Tết nay hay Tết xưa, tục lệ này vẫn luôn được giữ gìn và thực sự trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Số tiền trong mỗi bao lì xì, dù ít hay nhiều, đều được coi là món quà tinh thần trong dịp đầu năm mới, có ý nghĩa biểu trưng cho một năm mới tốt đẹp và sung túc. Ý nghĩa của một chiếc bao lì xì không nằm ở số lượng là bao nhiêu, mà chính là ở những thông điệp mà nó muốn gửi gắm tới người được nhận. Vậy là lì xì đầu năm của người xưa thì nó không phải là nặng về số lượng. Mặc dù là chúng ta biết rằng là nó gọi là phổ biến ở rất nhiều cái vùng
gọi là các vùng ở các địa phương trên đất nước Việt Nam từ Bắc vào Nam, đúng không ạ? Nhưng mà người ta không nặng về số lượng, mà đấy họ thường là chú ý đến cái gọi là nét sinh hoạt văn hóa. Đấy là sự gắn kết giữa các thế hệ trong một gia đình, sự gắn kết giữa các cái thành viên trong xã hội và sự cầu mong cho được may mắn và gặp những điều tốt đẹp vào năm mới. Khi mà chúng ta lì xì, chúng ta nên đặt cái tình thương, cái tình thân nó cao hơn là cái giá trị của cái việc lì xì đó. Như vậy thì chúng ta sẽ rất trọn vẹn trong cái việc lì xì đầu năm mới. Ngày nay, ý nghĩa của tục lì xì mừng tuổi đầu năm cũng có những biến tướng tại nhiều gia đình, giữa người cho và người nhận. Tuy nhiên, phong tục này vẫn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa vốn có. Dù cho thời gian có trôi đi, nhưng mong mỏi được nhận chiếc bao lì xì trong ngày đầu năm vẫn vẹn nguyên, nhất là đối với những đứa trẻ. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên Đán thì trong cái dịp lễ đầu năm như thế này thì đây cũng chính là một cái dịp lễ Tết rất là quan trọng của người Việt và có ý nghĩa nhất đối với mỗi người dân Việt Nam. Và vào những ngày đầu năm như thế này thì quan niệm về chữ tài, chữ lộc đối với mỗi người cũng rất là khác nhau. Và thưa quý vị, cùng với nét văn hóa chung của nhiều nước Á Đông cũng đón Tết âm lịch giống như chúng ta, thì riêng tại Việt Nam thì quả thật ai cũng vậy, chúng ta đều hướng về gia đình, đoàn tụ sum vầy, kể lại cho chúng nghe những thành tựu, những khó khăn, thách thức của một năm vừa qua. Và đặc biệt là chúng ta cũng phải chia sẻ những ước mong cho một năm mới thật là hanh thông, thật là may mắn, đúng Hương Quỳnh? Vâng, chính là như vậy. Chúng ta sẽ luôn luôn mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người trong những ngày đầu năm mới. Và bên cạnh đó thì người Việt Nam chúng ta, mọi người để ý mà xem, bao giờ chúng ta cũng có những cái điều kiêng kỵ này, đúng hay là có những điều mà chúng ta nên làm vào những ngày đầu năm mới, đúng không ạ? Hương Quỳnh còn nhớ là nếu như mà ngày đêm 30 Tết, sau khi mà chúng ta đã bắt đầu chính thức bước sang năm mới, thì mọi người sẽ nói là thường là chúng ta sẽ mua muối này, hoặc là mua bật lửa, mua bao diêm, đúng để rồi, cho một cái năm mới nó may mắn hơn, đúng chị Quỳnh? Đúng rồi ạ. Và đó là một trong những cái phong tục không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. Và mua gì đầu năm cũng là cái điều mà chúng ta nên biết để có thể đón một năm mới với thật nhiều niềm vui và hy vọng mọi sự tốt lành. Khi năm mới đã đến và trong những ngày đầu tiên của dịp khai xuân, người người nhà nhà đều bắt đầu trở lại công việc thường niên của mình, thì đây cũng chính là lúc nhiều người băn khoăn nên mua gì đầu tiên vào dịp đầu xuân năm mới để cầu may mắn sung túc của cả một năm. Đặc biệt, đối với những vị doanh nhân, những người buôn bán, làm nghề kinh doanh, họ luôn chú trọng và cẩn thận trong việc chọn người mở hàng và xông đất đầu năm. Đối với quan niệm để có một năm xuân sẻ may mắn, thì siêu thị chúng tôi thì sẽ đầu tiên là sẽ lựa chọn những ngày lành tháng tốt để mở cửa hàng. Và sau đó chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn những người có tính mua bán dễ dàng và nhìn mặt kiểu có thể phúc hậu một chút để thuận lợi hơn trong việc mua bán trong năm tới của chúng tôi. Trong những ngày đầu năm mà bên kinh doanh như chúng tôi thì thường thường là đi xem những ngày để tốt để mở hàng, để cầu mong cho một năm mới làm ăn nó thuận hòa và được nhiều tài lộc và may mắn. Phong thủy cũng là món đồ được rất nhiều người quan tâm để mang lại tài lộc và may mắn ngày đầu năm mới. Người ta tin rằng món đồ phong thủy hợp vía, hợp mệnh, đặt trong nhà sẽ giúp gia chủ hóa giải hung khí, mang lại sinh khí để việc làm ăn hay sức khỏe ngày càng tốt đẹp. Vì vậy, mặc dù đồ phong thủy thường có giá khá cao, nhưng nhiều người không ngại bỏ ra hàng chục triệu đồng để có được những món đồ mình mong muốn. Mong rằng năm sau, phát tài, phát lộc. Ngày đầu năm thì họ tới đến là ngày thần tài, thì họ có thể chuyển sang họ mua những một, người ta mua một chút vàng mang đến may mắn cho mình, mang đến cửa hàng. Chứ là họ thay đổi quan niệm, họ mua vàng vào trong cái đấy, trong cái bình đã mặt ngoài đã rát vàng, và trong thì đó là cái bình hút độc. Thì bình hút độc thì là khi hút độc mang về nhà, người ta mang về nhà, người ta trưng bày hoặc người ta mang biếu, mang tặng. Nhưng cũng phải nói một điều rằng tùy ở mỗi một con người, một người có một cái mệnh khác nhau, thì mua cái gì và để như thế nào và hướng như thế nào thì lại phải xem từng độ tuổi của mỗi người. Ở một khía cạnh khác, việc hái lộc đầu xuân được nhiều người Việt Nam cho là một điều không thể thiếu khi Tết đến. Với quan niệm mang về những điều may mắn, hái lộc đầu xuân trở thành một nghi thức văn hóa, một tín ngưỡng đẹp của dân tộc Việt Nam. Cành lộc đầu xuân thì ta phải chọn cái cành nào là tươi, đẹp, mà được có nhiều lộc.
thì trong cái đó gia đình mới được nhiều lộc, được con cháu được thuận hòa, được vui vẻ, được đầu năm mới là ước mơ là gia đình nhà ai cũng muốn là đầu năm được có một cành lộc để cho trong gia đình nhà mình là lúc nào cũng vui vẻ, tươi như cành lộc. Theo quan niệm dân gian, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, người dân mua muối đầu năm với mong muốn mang lại may mắn cho năm mới, gia đình hòa thuận, đầm ấm trọn vẹn. Xin chữ đầu năm cũng là một tục lệ có giá trị nhân văn sâu sắc. Mua giấy xin chữ được người xưa cho là việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Điều này thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, văn hay chữ tốt, công việc thăng tiến. Và họ quan niệm rằng là nếu như mà mình mà sinh hoạt một cách gọi là khoa học, đúng với truyền thống, trong đó có những cái phong tục về mua bán, sắm sửa, đúng không ạ? Thì nó cũng giúp cho cái cuộc sống của mình nó được hanh thông, nó được gọi là phát triển và nó gặp may mắn. Thì thực ra là cái dịp mà đầu xuân ấy, là người ta thích màu đỏ. Đúng cho nên là đấy, người ta ví dụ như là đi ra Văn Miếu Quốc Tử Giám hoặc là các cái thành phố địa phương khác rồi cũng có, không có Văn Miếu Quốc Tử Giám thì có những cái văn miếu của Mao Điền, Văn Miếu Xích Đằng, người ta cũng mở những cái gọi là nơi để mà viết thư pháp trên những cái giấy điều màu đỏ, đúng không ạ? Để mọi người đến đấy gọi là mua cái chữ đó để mang về nhà. Thì điều đó quan niệm rằng là gặp may mắn. Xin lộc đầu năm là một nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Đây là một nghi thức đẹp giúp con người có thêm động lực và niềm tin. Tuy nhiên, tài lộc hưng vượng của gia đình, sự thành đạt của mỗi cá nhân phải dựa trên sự hiểu biết, kiên trì nỗ lực và tinh thần hăng say lao động, làm việc, học tập. Có như vậy, tài lộc mới có thể đến một cách lâu bền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp lại nhau trong những ngày đầu xuân năm mới cùng với bản tin xuân đặc biệt của VTC9, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 có lẽ là một thời điểm thích hợp để cho chúng ta, đặc biệt là đối với những người làm quản lý, các chuyên gia kinh tế và giới doanh nhân, để cùng bàn về những vận hội mới trong năm nay, khi mà trong suốt 3 năm vừa qua thì nền kinh tế Việt Nam cũng đã chịu rất nhiều những tác động, đặc biệt là của dịch bệnh Covid-19. Nhưng các doanh nghiệp cũng vẫn có những khởi sắc về vấn đề tăng trưởng và đã có những dấu ấn đậm nét vượt khó trong suốt 3 năm qua. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các khách mời trong chương trình ngày hôm nay để cùng bàn luận về vấn đề kinh tế của Việt Nam trong những năm qua và trong những năm sắp tới. Và xin được giới thiệu với quý vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Đinh Minh, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Thế giới ẩm thực Miresto, đơn vị sở hữu chuỗi nhà hàng thế giới hải sản Song Dương, Hatoyama, nem thanh thực phẩm tẩm ướp sẵn cooking. Xin chào MC, xin chào cả nhà. Vâng, và chúng tôi cũng xin được giới thiệu vị khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay là ông Nguyễn Anh Quê, thạc sĩ luật học, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển G6 với nhiều thành công trong lĩnh vực bất động sản. Và vị khách mời thứ ba của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay là ông Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ chiếu sáng Capi, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng quảng cáo tại Việt Nam. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, có lẽ lời đầu tiên thì cho phép Hương Quỳnh được gửi một lời chúc và một lời chào đến tất cả các vị khách mời. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì xin cho chúc cho tất cả các vị khách mời sẽ có thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong năm tới ạ. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện trao đổi chính của chúng ta thì xin mời quý vị khán giả cũng như là cả ba vị khách mời ở đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây mà chúng tôi đã chuẩn bị. Năm 2021, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn cùng lúc. Đó là nhận định chung của các chuyên gia kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021. Giãn cách xã hội dẫn đến gián đoạn thị trường là điều khó khăn nhất của doanh nghiệp. Việc siết chặt đi lại của người lao động khiến sản xuất bị gián đoạn, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Nếu cố gắng duy trì sản xuất sẽ dẫn đến chi phí của doanh nghiệp bị đội lên, đặc biệt chi phí ba tại chỗ. Điều này dẫn đến những khó khăn bộn bề. Tại diễn đàn này, một gói hỗ trợ kinh tế trị giá hơn 844.000 tỷ đồng đã được các chuyên gia hiến kế. Tổng tất cả những gói này chúng tôi ước tính là khoảng 844.000 tỷ về danh nghĩa. Còn về thực chi thì ước tính nó khoảng độ tầm 445.000 tỷ. 445.000 tỷ.
và tương đương với khoảng 5,5% GDP thì chúng tôi cho rằng là cái này nó cũng đủ cái sức hấp thụ. Không nằm ngoài khó khăn chung, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực, bất động sản hay chiếu sáng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Miresto, đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực sở hữu các thương hiệu chuỗi nhà hàng gồm hệ thống nhà hàng siêu thị thế giới hải sản, hệ thống nhà hàng đặc sản Dê Ré Song Dương và hệ thống nhà hàng hải sản Nhật Hatoyama cũng không ngoại lệ. Một năm vừa rồi khó khăn như vậy thì cũng trong ngành bếp thì cũng linh hoạt để mà đáp ứng được những nhu cầu kinh doanh trong ẩm thực. Trong cái đó là cái đầu tiên là trong ngành bếp phải xoay chiều, có nghĩa là mình sáng tạo những món ăn mà khi bổ dưỡng hơn cho khách hàng và mình sẽ bố trí nhân lực để mà phục vụ tại gia cho khách. Trong khi đó, khó khăn lại đến với công ty công nghệ chiếu sáng Capi, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng, quảng cáo tại Việt Nam ở một khía cạnh khác. Đầu tư công bị đình trệ, nhiều công trình giao thông chậm tiến độ khiến họ gặp nhiều khó khăn. Khi ấy, chất lượng sản phẩm với công nghệ tiên tiến vốn luôn là thế mạnh đã thực sự là điểm tựu. Đối với các sản phẩm khi đưa ra thị trường thì chúng tôi đều áp dụng các công nghệ mới nhất hiện có trên thế giới, đó là công nghệ SMD. Công nghệ SMD so với các công nghệ cũ như DAP thì nó có khả năng tiết kiệm hơn điện năng so với các công nghệ cũ là 3 đến 5 lần và hiệu suất phát quang của ánh sáng nó đạt đến 98%. Còn đối với các sản phẩm về đèn tín hiệu giao thông, chúng tôi sử dụng công nghệ không dây, do đó tiết kiệm luôn chi phí sản xuất khi đưa vào sử dụng. Với tập đoàn G6, thành lập từ năm 2018 đến nay, hoạt động chính trong 3 lĩnh vực, phân phối bất động sản, đầu tư và xây dựng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi đại dịch, đặc biệt là những tháng đầu năm 2021. Trải qua từng giai đoạn, những bước thăng trầm của thị trường trong đại dịch COVID-19 với khó khăn đặc thù riêng trong ngành bất động sản, thiết bị chiếu sáng, quảng cáo ẩm thực và nhiều lĩnh vực khác, các doanh nghiệp vượt khó thành công đều có một điểm chung, đó là sự sáng tạo và linh hoạt. Vâng, trong năm 2021, một năm mà có thể nói tình hình dịch bệnh COVID-19 đã làm cho nền kinh tế của chúng ta gần như là kiệt quệ. Tất cả các bộ ban ngành rồi bản thân mỗi người dân đều phải tham gia vào công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, trong năm đó thì chúng ta cũng có thể thấy là Việt Nam với cái việc là chủ động linh hoạt hơn trong câu chuyện ứng phó, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội và đưa trạng thái bình thường mới trở lại với cuộc sống của người dân cũng là một cái điểm sáng. Và bên cạnh đó thì các doanh nghiệp cũng đã rất là cố gắng để có thể duy trì hoạt động của mình và đưa cái nền kinh tế của chúng ta cũng dần có những cái khởi sắc và cũng đã có những cái dấu ấn nhất định trong năm 2021 vừa qua. Và thưa tiến sĩ Đinh Minh, theo nhận định của ông ạ, thì những cái thách thức lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua là gì? Và bản thân với lĩnh vực ẩm thực, hoạt động của hệ thống thế giới ẩm thực Miresto đã phải chịu ảnh hưởng như thế nào do dịch bệnh COVID-19 ạ? Cảm ơn MC. Theo tôi thì nền kinh tế Việt Nam trong 2 năm dịch bệnh vừa qua ấy, cũng như nhiều nền kinh tế trên thế giới, thách thức nhất với cái khó khăn là phải hy sinh cái lợi ích kinh tế để bảo vệ cái tính mạng của người dân. Tôi cho rằng cái giai đoạn đầu tiên khi thế giới chưa biết cái dịch bệnh này nó nguy hiểm đến mức nào, rồi chưa có vaccine thì đó là một quyết định rất là đúng đắn và nền kinh tế phải chấp nhận cái thiệt hại này. Cái điều thứ hai là khi dịch bệnh xảy ra thì rất là nhiều cái hoạt động kinh tế trên thế giới bị đóng băng lại, cho nên gây ra cái hiện tượng là gãy cái chuỗi cung ứng và Việt Nam chúng ta cũng chịu cái ảnh hưởng cái việc này. Cái phần thứ ba là khi Việt Nam mình không chỉ chịu thiệt thòi việc đóng cửa các cái hoạt động kinh doanh trong đất nước thì cái việc xuất khẩu của chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi cho rằng đấy là những cái thách thức nhân lớn nhất trong cái giai đoạn vừa qua. Khó khăn của chúng tôi thì nó gặp phải rất là nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là thường xuyên bị đóng cửa và không biết là khi nào có thể được mở cửa. Cái thứ hai là người thực khách ấy, họ rất là e ngại về vấn đề dịch bệnh, cho nên cái việc mà đi ăn ở nhà hàng cũng rất là hạn chế. Phần khó khăn hơn nữa là cái sự bất định của nhân viên, họ không biết khi nào họ có thể đi làm và họ dao động trong cái sự lựa chọn của mình. Vâng, có thể thấy 2 năm vừa qua, cả 2020 khi mà chúng ta nói Zero Covid đúng không ạ? Hay là vâng. 2021 mọi người cũng đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường mới. Nhưng mà cái ngành dịch vụ hay là du lịch vẫn là những cái ngành mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đúng bên rồi. Cạnh đó thì chúng ta cũng phải kể đến với ngành bất động sản. Bất động sản cũng có thể nói là một năm khá là tồi tệ đúng không ạ? Và đối với ông Nguyễn Anh Khuê thì sao ạ? Hoạt động của G6 trong lĩnh vực bất động sản trong năm qua 2021 hay kể cả 2020 thì gặp phải những khó khăn như thế nào ạ?
Công ty chúng tôi trong 2 năm vừa rồi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Đặc biệt cái việc mà bị phong tỏa, bị hạn chế không được đi làm cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cái việc ngưng giao dịch hoạt động hoặc tạm ngưng giao dịch hoạt động liên quan đến hợp đồng kinh tế, cái dòng tiền nó không chảy được. Nhiều khi làm trên đống tài sản rất là lớn nhưng không có tiền mặt cũng rất là khó khăn. Vâng, đối với bất động sản trong năm vừa qua thì trong cái nửa đầu năm 2021 thì chúng ta thấy gần như là cũng bị coi là đóng băng đúng không ạ? Giao dịch rất là ít, còn đến cuối của năm 2021 thì cũng bắt đầu có khởi sắc hơn. Tuy nhiên thì người dân vẫn còn khá là e dè trong cái câu chuyện là mua nhà hay không mua nhà, bởi vì mọi người vẫn đang chờ cái giá cả nó lên xuống và hy vọng là trong năm 2022 thì cũng sẽ có những cái khởi sắc hơn. Chính vì vậy mà có thể nói là cái nguồn tiền đầu tư vào bất động sản trong năm 2021 cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều doanh nghiệp cũng gặp băn khoăn. Còn đối với ông Nguyễn Trung Kiên thì sao ạ? Đối với cả cái ngành của mình thì cũng không phải là một ngành chịu ảnh hưởng quá nhiều do dịch bệnh Covid-19, nhưng mà nó vẫn bị có những cái tác động nhất định. Vậy thì ông có thể chia sẻ về vấn đề này với quý vị khán giả được không ạ? Thì cũng như các doanh nghiệp chung trên cả nước thì cái việc ảnh hưởng cái đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với lĩnh vực chúng tôi đang thực hiện ấy, tức là về lĩnh vực chiếu sáng và quảng cáo, thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề đầu tư công. Thì do tất cả các nguồn ngân sách của nhà nước đang tập trung cho cái vấn đề là chống dịch, vì vậy cái việc đầu tư công nó cũng hạn chế. Thời điểm 2020 thì cái việc mà đi lại ở các tỉnh thành cực kỳ khó khăn, vì vậy các công trình mà đã trong cái hợp đồng kinh tế đã được ký kết thì nó bị đình trệ lại, bởi vì cái việc mà giao thương cán bộ công nhân viên kỹ thuật mà đi lại để triển khai thi công ở tại các công trường, đặc biệt nó gần với lực lượng khu vực dân cư, cái việc mà triển khai thi công nó gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến là cái việc phát triển kinh tế của doanh nghiệp. Vâng, có thể nói là trong năm 2021 thì chúng ta cũng đã phải rất là cố gắng nỗ lực để có thể duy trì hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Tuy nhiên vì vấn đề phòng chống dịch vẫn là cái câu chuyện mà mọi người phải quan tâm và đặt lên hàng đầu tại thời điểm này. Và điều đó thì lại đòi hỏi một cái nỗ lực rất lớn từ tất cả các phía. Vậy thì không biết là ý kiến của các khách mời trong chương trình ngày hôm nay như thế nào? Trước tiên thì xin được hỏi ý kiến của tiến sĩ Đinh Minh ạ. Cái việc mà tất cả các cái thành phần kinh tế cũng như xã hội phải chung tay góp sức vào việc phòng chống dịch bệnh, đó là cái việc đương nhiên, và cái việc phải tuân thủ những cái chính sách phòng chống dịch của chính phủ là việc chắc chắn. Tôi nghĩ rằng là đến cái tình hình này, khi chính phủ Việt Nam mình đã mua, cầm như xin được viện trợ vaccine và phủ được đến hơn 70% cho người dân Việt Nam rồi, thì tôi thấy rằng đây là một tín hiệu rất là tốt. Vâng ạ, còn với ý kiến của hai vị khách mời thì sao ạ? Theo tôi thì hiện tại là cái việc mà vaccine cơ bản được bao phủ cho người dân Việt Nam rồi, thì cũng về phía doanh nghiệp cũng giống như nhân dân thôi, cũng mong muốn rằng chính phủ có những cái hướng dẫn tốt để cái công tác tự phòng dịch rồi điều trị dịch bệnh nó tốt hơn, thì nó sẽ tạo ra cho cái sức lan tỏa trong cái việc cộng đồng đảm bảo sức khỏe để cho góp phần cho phát triển kinh tế nó khôi phục lại trong năm 2022. Cùng quan điểm với rất nhiều các vị khách mời ở đây thì có nhiều dự báo khá là lạc quan về cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong năm 2022 cũng đã được đưa ra. Theo đó thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 cũng sẽ được đưa ra ở mức dự báo là 6.5-6.7% nhờ vào sự bao phủ rộng của vaccine phòng Covid-19 cũng như là các cái chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế. Tuy nhiên thì sự lạc quan đó chắc chắn là cũng sẽ còn phụ thuộc rất là nhiều vào sự sáng tạo này, rồi cái khả năng vượt khó để phát triển kinh tế của các doanh nghiệp. Và trước khi bước vào phần sau của chương trình ngày hôm nay thì xin mời các vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã chuẩn bị để xem là các doanh nghiệp rồi tất cả mọi người đã chuẩn bị những gì để có thể giúp cho doanh nghiệp của mình vượt qua khó khăn và phát triển nền kinh tế trong năm 2022. Trong khi các giải pháp phục hồi mang tính vĩ mô còn đang được bàn thảo thì các doanh nghiệp, doanh nhân đã thực hiện rất nhiều giải pháp thiết thực hơn để tồn tại và phát triển trong đại dịch.
với hệ thống thế giới ẩm thực Biresto. Chuỗi hệ thống của họ thực hiện đồng loạt các biện pháp như bán hàng tận nhà với chuẩn nhà hàng, tạo sự yên tâm cho thực khách bằng việc tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch. Hơn thế nữa, sản phẩm ẩm thực của Miresto trong mùa dịch cũng có nhiều điểm mới, bổ dưỡng và tốt hơn cho hệ hô hấp. Với công tác phòng chống dịch bệnh, toàn bộ nhân viên nhà hàng đều được tiêm vaccine, đi đầu trong ngành nhà hàng để đem lại cái nhà hàng nơi an toàn thứ hai sau ngôi nhà của thực khách. Ngoài ra thì cũng mong chính phủ và thành phố có các biện pháp nới lỏng. Ví dụ như là bán hàng chỉ được đến 21 giờ thì mình có thể là bỏ qua cái đó để các nhà hàng trong trên Hà Nội cũng có thể là mình mở bán sâu hơn một chút để có thể tiếp cận được thêm khách hàng. Với tập đoàn G6, phân khúc đất nền của nhiều dự án lớn tại Hà Nội và đặc biệt là Phú Quốc đã trở thành điểm tựu khiến doanh nghiệp đảm bảo tăng trưởng. Sức mạnh nội lực của đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động cùng với chiến lược bán hàng hợp lý, chủ yếu giao dịch online và số hóa hoạt động đã tạo nên sự tin tưởng của khách hàng vốn rất thận trọng trong giao dịch bất động sản. Trong kế hoạch 5 năm tới của tập đoàn G6 thì chúng tôi xây dựng và hoàn thiện cái hệ sinh thái bất động sản. Thì đối với công ty cổ phần bất động sản G6 thì chúng tôi giữ vững là một đơn vị phân phối uy tín và lớn của cả nước. Với công ty công nghệ chiếu sáng Capi lại có nét đặc thù riêng. Ra đời năm 2008 với đội ngũ từng là chủ chốt cấp cao của các công ty hàng đầu về chiếu sáng tại Việt Nam. Các sản phẩm công nghệ LED, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trang trí kiến trúc, chiếu sáng đường phố và các sản phẩm tái tạo năng lượng là thế mạnh của doanh nghiệp. Biến nguy thành cơ trên cơ sở của một đội ngũ trẻ đầy sáng tạo và năng động. Phương châm của các doanh nghiệp vượt khó đều hướng tới khách hàng với đặc thù chi tiêu trong mùa dịch, nhận chi phí tối thiểu và cung cấp sản phẩm tối ưu trên cơ sở an toàn phòng dịch. Những yếu tố đó đã giúp họ vượt qua khó khăn. Thưa quý vị, năm 2022 này thì chính phủ đã đề ra mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với đó là tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp tổng thể. Với mục tiêu này thì các doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục thích ứng như thế nào? Thì trước tiên xin được hỏi ý kiến của ông Nguyễn Anh Quê ạ. Cái trạng thái giữa làm và nghỉ, 2021 chúng ta quá quen rồi. Cho nên là cái 2022 thì các doanh nghiệp ấy cũng sẽ sẵn sàng trở lại với cái tâm thế như vậy, tùy theo tình hình dịch bệnh. Tất cả các doanh nghiệp ấy đều sẽ có hai trạng thái: một là làm online, hai là làm trực tiếp. Và ngay cả câu chuyện về nhân sự, chúng tôi cũng phải triển khai cả nhân sự full time và cộng tác viên cũng như đại lý F2. Thế thì với một cái kinh nghiệm từ 2021, góc độ cả doanh nghiệp, thậm chí người lao động và nhà nước, thì 2022 chúng ta vẫn theo tinh thần đấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ là cái điều đấy khó xảy ra, lý do là vaccine rất là tốt rồi. Và chúng ta liên tục tăng cường các cái mũi thêm, thì tôi nghĩ cái việc mà phải đóng cửa, phải hạn chế giao thông, hạn chế giao thương là dễ xảy ra. Chính vì vậy năm 2022 chúng ta phải đẩy mạnh vấn đề tiêu dùng và vaccine, rồi tiêu dùng, rồi giải ngân công, rồi cho vay và trách nhiệm làm việc hăng say, chất lượng từng người dân, đấy là những điểm mấu chốt để năm 2022 kinh tế Việt Nam phục hồi phát triển. Dạ vâng, như vậy thì có thể thấy là rất nhiều công việc cần phải thực hiện đúng không ạ? Và trong đó quan trọng nhất đó là một vấn đề liên quan đến kích cầu. Và kích cầu thì liên quan trực tiếp đến ngành nghề ăn uống, dịch vụ, du lịch của anh Minh. Vậy thì không biết là anh Minh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Hiện tại có rất nhiều cái điểm sáng, nó có cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng năm 2022 này nền kinh tế của Việt Nam mình sẽ phát triển tốt hơn. Thứ nhất là dựa trên cái đánh giá của chính phủ, thứ hai là đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Rồi thực tế chúng ta nhìn nhận vào những cái con số như sau. Ví dụ như là xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2021 tăng trưởng so với năm trước hơn 20%.
rồi đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam tăng hơn 9% so với năm trước. Rồi kinh tế trước và sau cái đợt bùng phát thứ tư ấy, kinh tế của Việt Nam đều phát triển tốt hơn. Đặc biệt có một cái điểm mà anh Quê vừa nói là chính phủ rất mạnh tay đầu tư công, thúc đẩy nền kinh tế, đó là một điều rất là tốt. Và tôi cũng rất ủng hộ cái quan điểm của anh Quê là chúng ta phải khuyến khích người dân tiêu dùng. Vâng. Tăng trưởng cái GDP bằng cái khả năng chi tiêu của người dân Việt Nam mình. Đấy là một cái điều rất là đúng đắn. Còn với doanh nghiệp của chúng tôi thì ngoài việc chúng tôi phải nâng cao cái năng lực quản trị của mình lên, trong cái thời điểm chúng tôi không mở rộng ra thì chúng tôi quay lại làm chất lượng hơn, nâng tầm cái chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, kỹ năng của cán bộ công nhân viên cũng như là chuyển đổi số. Thực sự là chúng tôi ví dụ như là số hóa tất cả các cái kỹ năng, các cái lý thuyết đào tạo đưa vào đào tạo qua phần mềm mà cho chính chúng tôi tạo ra. Cái này nó tiết kiệm được rất là nhiều cái thời gian đầu tư chi phí. Hay bắt đầu chúng tôi tận dụng cái công việc này để tạo một cái thói quen làm việc online. Đối với ngành dịch vụ nhà hàng thì có thể nói là nhu cầu ăn thì không bao giờ là không thiết yếu đối với cả người dân Việt Nam đúng không ạ? Hay bất cứ với người dân ở các cái quốc gia khác, và hy vọng trong năm 2022 khi mà chúng ta đã bắt đầu mở cửa trở lại, các chuyến bay quốc tế cũng đã được mở cửa, thì bản thân đối với ngành hàng dịch vụ ăn uống du lịch cũng sẽ được phát triển tốt hơn. Năm 2021 chúng ta đã có quãng thời gian tạo đà để có thể bật phá trong năm 2022 rồi, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng phát huy thật tốt điều đó. Còn đối với ông Nguyễn Trung Kiên thì sao ạ? Ông nhận xét như thế nào về vấn đề này? Thì bài học cho của chính phủ chúng ta là trong năm 2021 rồi, nó là rất lớn trong cái việc mà điều chỉnh các cái chính sách về y tế để đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng. Thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cũng phải như tôi nói lúc đầu, tức là trong thời gian năm 2021 chúng tôi là chủ yếu tập trung cái việc nghiên cứu và thăm dò những cái mảng thị trường mới, để khi mà bao phủ vaccine và cái giao thương qua lại nó một cách bình thường, thì lúc đấy chúng tôi sẽ có những cái chiến dịch trong việc là triển khai các cái dự án. Việt Nam tôi cho rằng có một thế mạnh là ẩm thực. Dạ vâng. Tôi cũng đi được hơn 40 nước trên thế giới, cũng thưởng thức nhiều nền ẩm thực khác nhau. Và cái thực tế chúng ta thấy rằng là các cái đánh giá của người du lịch đến Việt Nam ấy là rất là ưa chuộng cái nền ẩm thực của Việt Nam. Thì tôi mong muốn chính phủ coi đây là một mũi nhọn kinh tế. Như vậy là có thể sẽ thúc đẩy được cái sự phát triển tiêu dùng ở trong nước này. Thứ hai là có thể tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh thu hút cho ngành du lịch. Tôi rất là mong muốn 2022 một là vấn đề cho vay bất động sản thì nới rộng hơn một chút. Và trong 2 năm vừa rồi khá là thắt chặt, khá là khó khăn tiếp cận. Và vấn đề thứ hai nữa là về thủ đầu tư ấy, thì hiện tại đang sửa khá nhiều nghị định với luật liên quan đến cái vấn đề là nới lỏng để làm sao các thủ đầu tư nó chạy. Thì vấn đề thứ ba là vấn đề về đầu tư công tốt hơn nữa. Như vậy thì có thể thấy là bên cạnh sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp thì các chính sách, các nghị quyết mà chính phủ đưa ra cũng sẽ hỗ trợ rất lớn để giúp cho các doanh nghiệp có thể vượt khó và hơn nữa là để phát triển tốt trong năm 2022. Trong những dịp đầu xuân năm mới thì chúng ta luôn luôn mong muốn nhìn về phía trước, nhìn về những cái điều tốt đẹp nhất, và đó cũng là những cái điều mà Hương Quỳnh muốn gửi lời chúc đến cho cả ba vị khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn cả ba vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình và cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin cũng như là kinh nghiệm để giúp cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp đang theo dõi chương trình ngày hôm nay có thêm cái kinh nghiệm cho bản thân mình vượt khó và phát triển tốt hơn nữa trong năm tới. Một lần nữa thì xin cảm ơn cả ba vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình. Cùng trò chuyện với Eric và nghệ sĩ Việt với nhiều dự định đang được họ ấp ủ thực hiện trong năm 2022. Chuyên mục Tết Sẻ Chia sẽ đến với những người ra đi vì nhiệm vụ, vì công việc mà không thể đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết đến xuân về.
Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về thì những đồng nghiệp của chúng tôi tại các tòa soạn báo cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những ấn phẩm, giống như là tại trường quay lúc này Nguyên Bảo, Khánh Phương và Hương Quỳnh cũng đang sở hữu những cái ấn phẩm khác nhau. Và đây đều là những tác phẩm đặc biệt mà các đồng nghiệp của chúng ta đã chuẩn bị để mang đến thông tin và nhiều những nội dung khác cho độc giả. Vâng ạ, giống như trên tay Khánh Phương đang cầm là tờ Nhà báo và Công luận số đặc biệt xuân Nhâm Dần năm 2022 nè quý vị. Và ở trên tay chị Hương Quỳnh không biết là số báo nào chị ạ? Trên tay của Hương Quỳnh là ấn phẩm báo điện tử VTC News với một cái tít có lẽ là sẽ rất phù hợp trong những ngày này, đó chính là cuộc sống bình thường mới. Khi mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua 2 năm của đại dịch Covid-19, con đường phòng chống dịch thì vẫn còn rất là dài ở phía trước, và hy vọng rằng tất cả mọi người cũng đã dần quen với bình thường mới, và chúng ta vẫn phải đề cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19 để cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tiếp tục có những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn trong năm 2022. Vâng, và còn trên tay của anh Nguyên Bảo chắc chắn là một cái số ấn phẩm rất là đặc biệt của tờ Tuổi Trẻ đúng không anh? Dạ, thưa quý vị và các bạn, trong năm vừa qua ở những cái khung giờ của tiểu mục Điểm báo trên các chương trình cà phê ngày mới của chúng ta thì Tuổi Trẻ luôn là một trong những cái lựa chọn để chúng tôi chuyển thông tin đến quý vị và các bạn. Và hôm nay thì trong cái số báo Tuổi Trẻ này chắc chắn cũng sẽ có những bài báo mà những người dẫn của chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn, đúng không Khánh Phương? Dạ vâng ạ, và mở đầu chuyên mục Điểm báo ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị một bài viết rất là đặc biệt được in trên trang số 20 của báo Đại Đoàn Kết số xuân với tiêu đề là Bắt Mạch Kinh Tế. Thưa quý vị, khó có thể dự báo được chính xác những gì sẽ diễn ra đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm 2022 trong bối cảnh khi mà dịch Covid-19 vẫn còn nhiều những diễn biến phức tạp. Việt Nam cũng cùng chung một bối cảnh ấy. Tuy nhiên thì giới chuyên gia cũng có một cái nhìn khá là lạc quan về bức tranh kinh tế của đất nước ta khi mà dự cảm kinh tế năm 2022 cùng với nhìn nhận các động lực tăng trưởng mà Việt Nam đã tích lũy được trong thời điểm khó khăn vừa qua cho phép chúng ta có thể an tâm hơn để làm việc rồi sản xuất kinh doanh trong năm Nhâm Dần. Hiện thì tồn tại không ít cơ chế chính sách gây khó khăn cho việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới quy mô tăng trưởng. Do đó mà để có thể đạt được những mục tiêu dự kiến đặt ra, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế hay đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy nhanh hơn và thực sự bứt phá hơn. Đó cũng chính là ý kiến đáng được chú ý, được tổng kết trong bài báo này thưa quý vị. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều đã trải qua và đều đã cảm nhận được năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn, thách thức, thậm chí có những thách thức chưa từng có trong lịch sử của đất nước chúng ta hay là cả thế giới nữa do đại dịch Covid-19. Nhưng nhờ việc chúng ta sống với một cái phương châm đó là thích ứng an toàn, linh hoạt trong việc kiểm soát dịch bệnh mà có thể thấy rằng là nền kinh tế vẫn có những điểm sáng rất cơ bản. Ví dụ như tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm vừa qua đạt 2,58%, một trong những nền kinh tế tăng trưởng dương hiếm hoi của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài học thực tiễn của năm 2021 giúp gì trong việc phục hồi và phát triển kinh tế cho năm 2022? Đâu là những giải pháp cốt lõi để chúng ta có thể vượt qua những thách thức khó lường hay là cả những điều mà chúng ta đã dự báo trước cho năm mới từ dịch bệnh Covid-19? Thì báo Giao thông số xuân trang 12 có bài Phục hồi kinh tế khi sống chung với dịch cách nào, xin được trích đọc cùng quý vị và các bạn. Cụ thể, theo chúng ta biết là trong năm 2022, chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là từ 6 đến 6,5%. Với mục tiêu này cũng đã được Quốc hội thông qua và giao cho chính phủ. Chỉ tiêu này là tương đối cao bởi trong năm 2021, chúng ta đạt tốc độ tăng trưởng tương đối thấp so với con số này như Nguyên Bảo đã chia sẻ lúc nãy. Và bài báo cũng cho rằng là điều này chứng tỏ sức chịu đựng của nền kinh tế là yếu và nguồn lực của doanh nghiệp dường như đã cạn kiệt. Đây là thách thức trong việc phục hồi tăng trưởng kinh tế trong năm 2022. Đặc biệt là để đạt được con số tăng trưởng như kỳ vọng thì chúng ta thấy là những thách thức như vậy là không hề nhỏ một chút nào. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, dù có nhiều khó khăn, thách thức, song dự báo năm 2022 cũng là thời cơ để chúng ta có những tăng trưởng mang tính bứt phá. Nếu kiểm soát được dịch bệnh, nắm bắt được thời cơ với lợi thế lớn từ môi trường ổn định. Để quý vị có thể đọc ý kiến của các chuyên gia cũng như trọn vẹn bài báo này trên báo Giao thông trang 12. Vâng, và có thể thấy rằng vấn đề kinh tế là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất trong năm 2021 và kể cả năm 2022 cũng là như vậy. Chưa bao giờ mà tăng trưởng GDP lại thấp như năm vừa qua, nhưng bên cạnh việc tăng trưởng thấp thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy tất cả mọi người, đặc biệt là các bộ ban ngành thì cũng đã rất cố gắng trong câu chuyện là
phục hồi lại nền kinh tế. Và chương trình phục hồi kinh tế 2022-2023 với chính sách được xem là toàn diện nhất lịch sử được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ trên trang 10 của báo Tiền Phong số Tết với nhan đề trò chuyện với kiến trúc sư trưởng chương trình phục hồi kinh tế xin được chia sẻ với quý vị. Chúng tôi đã rút ra được 4 bài học kinh nghiệm để không lặp lại, làm cơ sở cho nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các gói giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế tới đây. Đó là cần chương trình tổng thể quy mô đủ lớn, tính đến khả năng vay trả và hấp thu của nền kinh tế, thực hiện đồng bộ kịp thời các chính sách tài khóa tiền tệ, mục tiêu hỗ trợ trọng tâm trọng điểm, hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, đặc biệt cần phải quan tâm công tác kiểm soát rủi ro, giám sát thực hiện chặt chẽ các gói hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tổng kết trong bài báo này. Và đó là những chia sẻ về vấn đề kinh tế trong năm tới. Và quý vị có thể tìm đọc trên báo Tiền Phong số Tết. Vâng, và thưa quý vị, trong một năm bộn bề kinh tế và kinh tế bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi đại dịch Covid-19, thì chúng ta có thể thấy là qua những thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì doanh nghiệp Việt hiện nay vẫn thể hiện được vai trò trường cột của nền kinh tế, cùng góp sức vào công cuộc chống dịch của đất nước. Và trên trang báo số 28 của ấn phẩm Xuân Nhâm Dần, báo điện tử VTC News đã đăng tải một bài viết Chiến công của doanh nghiệp giữa bão Covid-19. Chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng doanh nghiệp Việt chính là lực lượng có những đóng góp quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Không chỉ cùng chính phủ chung tay góp sức chống dịch, các doanh nghiệp Việt còn là những chiến binh thực sự trên mặt trận kinh tế. Trong thời gian đó, khó khăn, doanh nghiệp Việt vẫn sáng tạo, đổi mới, thích ứng với hoàn cảnh. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cho biết, đại dịch Covid-19 là khó khăn chung của rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Để có thể trụ vững và vượt qua dịch bệnh, doanh nghiệp phải có tiềm lực vững vàng, chiến lược thích ứng linh hoạt và những giải pháp quan trọng. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ tất cả chúng ta đều cảm nhận được là một trong những cái đặc trưng của đất nước của chúng ta và dân tộc chúng ta đó là sự cởi mở về mặt văn hóa cũng như là chủ động thích ứng khi mà chúng ta đối mặt với những khó khăn. Và đặc biệt đó là luôn luôn đón nhận sự thay đổi của thế cuộc và cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với xu hướng chuyển đổi số. Phải khẳng định rằng Việt Nam là một trong những nước đã đón cái làn sóng này từ rất là sớm cả về mặt tinh thần, chủ trương và biểu hiện trong cuộc sống, đúng không ạ? Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy rằng đây là một đòi hỏi khách quan mà chúng ta sẽ phải cùng nhau đạt được thành công, tận dụng lợi thế. Mỗi một đất nước như Việt Nam không thể không làm, không thể đứng ngoài việc chuyển đổi số hay là ứng dụng những thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tuy đã thu được những thành tựu nhất định, song Việt Nam sẽ phải cần quyết liệt hơn nữa, phải tạo đột phá chiến lược phù hợp. Trang 35 báo Nhân dân số Tết có tiêu đề Chuyển đổi số cuộc cách mạng về thể chế xin được chất đọc cùng quý vị và các bạn. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 6 năm 2020, xác định rõ quan điểm lấy người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Trong ba trụ cột của chuyển đổi số quốc gia thì phát triển chính phủ số là để phục vụ người dân tốt hơn, dẫn dắt quốc gia có thể chuyển đổi số, phát triển kinh tế số để người dân giàu hơn và phát triển xã hội số để người dân hạnh phúc hơn. Chiến lược này cũng khẳng định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Và có thể khẳng định bước tiếp theo là thay đổi cách làm nhờ vào dữ liệu và công nghệ số. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định chuyển đổi số đã trở thành một động lực mới để thúc đẩy kinh tế xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi kinh tế ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, và trong điều kiện thời lượng của chương trình thì chúng tôi cũng chỉ chọn ra được một vài số báo xuân để có thể cùng quý vị chúng ta đọc báo năm mới. Quý vị có thể xem lại tiểu mục điểm báo riêng này của chúng tôi trên trang Facebook hoặc là YouTube của kênh VTC9, hoặc là xem lại đầy đủ những bài báo này ở những đầu báo như là báo Tuổi Trẻ, báo Đại Đoàn Kết hay là ấn phẩm của báo điện tử VTC News, rồi báo Tiền Phong, báo Lao Động, v.v. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với số đặc biệt trong dịp này, dịp Tết của VTC9. Quý vị và các bạn thân mến, Khánh Phương rất vui khi trong những ngày đầu năm mới, Xuân Nhâm Dần năm 2022, được gặp lại quý vị trên một chương trình Tết rất đặc biệt của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật khách mời cũng đặc biệt không kém, đó là một nam ca sĩ rất tài năng và duyên dáng. Và để biết được anh chàng này là ai thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Eric tên thật là Nguyễn Trung Thành, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ra mắt trong vai trò là thành viên của nhóm nhạc Monster, Eric thực hiện MV đầu tay của mình mang tên Sau Tất Cả.
gây được tiếng vang lớn và trở thành một hiện tượng trong làng giải trí Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2017, nam ca sĩ tách ra hoạt động solo và ngày càng gặt hái được nhiều thành công với nhiều bản hit như Ghen, Em Không Sai Chúng Ta Sai hay Chạm Đáy Nỗi Đau đều là các ca khúc liên tục lọt top trending mỗi lần ra mắt. Trong suốt 5 năm hoạt động nghệ thuật, Eric đã trở thành một gương mặt ca sĩ nổi bật với nhiều giải thưởng danh giá. Anh từng giành giải thưởng nghệ sĩ của năm tại Zing Music Awards, 4 đề cử tại giải Cống Hiến, là nghệ sĩ duy nhất được đề cử 2 lần hạng mục nghệ sĩ mới của năm. Và mới đây nhất, Eric nằm trong danh sách đề cử Làn Sóng Xanh 2021 tại hạng mục nam ca sĩ của năm. 2021, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Song bằng sự nỗ lực, Eric trở thành một trong số nghệ sĩ hoạt động năng nổ nhất nhì showbiz Việt, không chỉ cho ra mắt các tác phẩm mới, tham gia các dự án cộng đồng. Eric đã đánh dấu một cột mốc mới bằng ngôi vị quán quân của The Hero. Vâng thưa quý vị, sau khi xem xong đoạn phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn quý vị đã đoán được nam ca sĩ đó là ai rồi đúng không ạ? Vâng, và tại trường quay của chúng tôi rất vui khi được chào đón tại đây ngày hôm nay nam ca sĩ Eric. Xin chào chị Khánh Phương, xin chào tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình trên kênh VTC. Hôm nay thì mặc dù là những cái ngày đầu năm mới thôi nhưng mà Eric rất là may mắn khi mà được VTC là bắt cóc đến đây để mà chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện đầu năm mới cùng với nhau, và bên cạnh đó thì Eric có thể được chia sẻ những cái dự định và cũng như là trong năm cũ cũng như là năm sắp tới đây. Rất là nhiều khán giả của VTC rất là mong muốn được lắng nghe chia sẻ của Eric trong những ngày đầu năm, và cũng có một số khán giả liên hệ về cho chương trình và có những câu hỏi đặt cho Eric là muốn Eric chia sẻ về những ngày Tết của mình. Là không biết là trong những ngày đầu năm như thế này thì Eric có tất bật với việc chạy show hay không, hay là sau một năm đã dành hoàn toàn cái tâm huyết của mình cho nghệ thuật thì Eric sẽ dành thời gian những ngày đầu năm như thế này để dành cho gia đình của mình? Thực ra thì bản thân Eric thì luôn luôn có một cái quan niệm, đấy chính là ngày Tết là một cái ngày mà để Eric có thể được quây quần cùng với gia đình của mình. Bởi vì cả một năm thì hiện tại thì Eric đang hoạt động và sinh sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là cái khoảng thời gian mà mình được ở gần gia đình nó rất là hiếm. Có những cái lúc nào mà Eric đi ra Hà Nội để diễn show thì mới có thể được về cùng với cả bố mẹ thôi. Cho nên là chắc chắn rằng là cái khoảng thời gian Tết là cái khoảng thời gian mà bố mẹ cũng rất là mong ngóng Eric được trở về nhà. Nên là cứ mỗi dịp Tết thì Eric thường là sẽ dành những cái ngày mà kiểu cận Tết sau khi mà mình đã hoàn thành hết tất cả những cái show diễn của mình. Thì Eric sẽ dành cái thời gian đó để đi về cùng với gia đình, sắm sửa Tết cùng với bố mẹ. Mẹ Eric thì rất là thích chơi cây. Thế nên là khi mà cứ đến dịp Tết là Eric và mẹ sẽ đi ra những cái chợ cây, chợ hoa, và sau đấy là sẽ mua những cái cây về nhà để trang trí trong nhà. Nên đấy là một cái mà Eric cảm thấy năm nào gần như cũng được làm. Và rất rất là yêu thích cái khoảng thời gian đấy cùng với cả gia đình mình. Đúng là cái nếp sinh hoạt vào những ngày Tết làm cho mình cảm thấy là sau một năm dài cống hiến cho nghệ thuật, được về quay quần với lại bố mẹ, được trở về với cái nếp sinh hoạt của mình thì sẽ làm cho mình cảm thấy là đó là cái khoảng thời gian mà mình có thể tận hưởng cùng với gia đình của mình sau một năm dài mình đã lao động hết mình. Thực ra thì Thái Phương được biết là năm vừa rồi là một cái năm rất là khó khăn, không chỉ là về kinh tế xã hội mà còn cả cho ngành giải trí nữa. Gần như chúng ta gọi là ngành giải trí đã bị đóng băng trong năm 2021 luôn. Vậy thì những hoạt động của Eric trong năm 2021 như thế nào? Bạn có thể chia sẻ lại cho quý vị khán giả được biết hay không? Thực ra thì năm 2021 đối với Eric thì Eric cảm thấy khá là tự hào. Tại vì là mặc dù là một cái năm mà tất cả chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian rất là khó khăn, nhưng mà năm vừa qua thì Eric cũng gần như là cũng không có ngồi yên chút nào hết. Gần như lúc nào cũng tham gia những cái hoạt động, tham gia những cái show truyền hình, rồi bên cạnh đấy thì cũng có ra những cái sản phẩm, mặc dù là những cái sản phẩm đó không được thực sự quá là đầu tư nghiêm chỉnh, tại vì là mọi người cũng biết là vì tình hình khó khăn như vậy cho nên là mình cũng không thể nào mà có thể gọi là đầu tư hết sức được. Nhưng mà rất là may mắn khi mà trong năm vừa qua thì cũng đã được quý vị khán giả vẫn rất là quan tâm đón nhận cái sản phẩm nhạc đó. Và một cái điều đặc biệt là trong năm vừa qua thì Eric cũng đã tham gia một cái chương trình và cũng đã rất là may mắn khi mà được giành ngôi vị cao nhất trong chương trình đấy. Nên đấy là một cái những cái thành tựu mà Eric nghĩ rằng là trong năm vừa qua cũng rất là đáng nhớ trong năm 2021. Giống như Eric vừa chia sẻ, chắc chắn phải nhắc đến đó chính là hành trình trở thành quán quân của The Heroes năm 2021 đúng không nào? Vậy thì bạn thấy như thế nào khi mà mình đã vượt qua một loạt những cái tên tuổi tài năng khác để có thể trở thành quán quân của cuộc thi này? Chương trình The Heroes thì là một chương trình mà ngay từ khi mà công ty Casinsa họ đã mời Eric thì thật sự là lúc đấy Eric cũng không có suy nghĩ gì luôn. Eric muốn tham gia ngay, tại vì nó là một cái phiên bản mới của chương trình The Remix những năm trước, và nó cũng đã rất là thành công. Và từ những năm trước khi mà Eric xem những chương trình đấy và nhìn thấy các anh chị tham gia, kiểu lúc đấy Eric đã rất là kiểu mong muốn là mình sẽ
sau này mình sẽ có thể trở thành một trong những thí sinh của chương trình. Và khi mà biết được rằng là chương trình đã khởi động lại và với một mang một cái phiên bản hoàn toàn mới như thế thì Eric đã đồng ý tham gia ngay. Và tham gia cùng với Eric thì cũng có rất là nhiều các bạn nghệ sĩ đồng nghiệp cùng, và cũng như là có cả các đàn em nữa. Nên là đây cũng là một cái sân chơi mà Eric nghĩ rằng là rất là thú vị và để giúp cho Eric có thể cọ sát và có thể cống hiến nhiều những cái sân khấu tuyệt vời đến quý vị khán giả hơn. Đúng thật, năm 2021 là một năm đóng băng của nghệ thuật. Nhưng mà đối với Eric, qua những gì mà bạn vừa chia sẻ thì đúng thật là một năm 2021 Eric không hề ngồi yên, đúng không nào? Bạn vẫn hoạt động, vẫn cống hiến hết mình cho cái đam mê âm nhạc của mình. Và không chỉ tham gia các cuộc thi, Phương được biết là Eric cũng là một trong số những nghệ sĩ hoạt động rất là năng nổ trong năm vừa rồi, vì đã cho ra mắt rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tất cả đều nhận được cái sự đón nhận rất là nhiệt tình của khán giả và điền tên mình lên trên những cái bảng xếp hạng âm nhạc rất là uy tín của Việt Nam. Vậy thì những thành công này đã đạt được những cái kỳ vọng mà Eric đã đặt ra hay chưa ạ? Phải nói rằng là đây là một cái may mắn đi. Eric nghĩ là một cái may mắn, bởi vì là trong năm vừa qua thì khó khăn như thế, và nhưng mà Eric vẫn có thể ra sản phẩm để gửi tới tất cả quý vị khán giả. Đó là một cái điều may mắn rồi. Và cũng may mắn thêm hơn nữa đó chính là việc mà được khán giả ủng hộ cho những cái sản phẩm nhạc đấy. Tại vì Dịu Dàng Em Đến hay là Nam Quốc Sơn Hà đều là những điều mà thực sự Eric không bao giờ nghĩ tới rằng nó có thể có được cái sự quan tâm lớn từ quý vị khán giả đến như thế. Và khi mà sản phẩm đó ra mắt thì quý vị khán giả cũng đã rất là yêu thương và dành rất là nhiều những cái lời khen có cánh cho Eric. Cho nên là Eric và ekip thực sự rất là biết ơn và trân trọng và cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã luôn luôn sát cánh trên cái chặng đường nghệ thuật của Eric. Vâng, có thể thấy là bên cạnh những cái hoạt động âm nhạc mà Eric vừa kể đến thì Eric cũng là một người rất là hoạt động tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Theo Phương nhận thấy là như vậy. Và nếu như trong năm 2020 thì ca khúc Gen Covid với sự thể hiện của Eric đã trở thành một cái ca khúc mà tuyên truyền phòng chống dịch, mà theo cá nhân Khánh Phương là một ca khúc rất rất là thành công trong năm 2020, thì năm 2021 khán giả lại được thấy Eric nhiều hơn. Nhưng mà không phải là trên những cái sân khấu mà lộng lẫy với lại những cái bộ trang phục lung linh, mà ngược lại đó là thấy hình ảnh Eric trong những cái bộ đồ trang phục bảo hộ với những cái sự kiện âm nhạc gây quỹ tiếp năng lượng cho các y bác sĩ, những người đang ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, cũng như là những cái bệnh nhân đang mắc Covid-19 để họ có thêm niềm tin và có thêm hy vọng là họ sẽ sớm khỏi bệnh và sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường. Vậy thì với những cái trải nghiệm đặc biệt như thế này thì Eric có thể chia sẻ một xíu cảm nhận của mình cho khán giả được biết hay không? Chị Khánh Phương đã nhắc đến dự án Gen Covid, thì nếu mà những ai mà theo dõi các trận đấu nhạc của nghệ thuật của Eric thì cũng biết rằng là đây là một ca khúc đã remake lại từ một bài hát mà cũng đã làm nên tên tuổi cho Eric, đó là ca khúc Gen, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Và lúc đó thì Eric hát cùng với cả nữ ca sĩ Min. Và khi mà Eric nhận được lời mời từ Bộ Y tế để tham gia vào cái dự án Gen Covid lần này thì bản thân Eric cũng như là ekip không có suy nghĩ gì nhiều, mà chỉ nghĩ rằng là đây là một dự án cộng đồng và mình tham gia để mình tiếp sức và cũng như là tạo nên một cái nguồn năng lượng tích cực để gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu và cũng như tất cả quý vị khán giả trong khoảng thời gian khó khăn đấy. Và ngay khi mà sản phẩm đó ra mắt thì trên mạng xã hội, trên TikTok rất là nhiều sự quan tâm của mọi người dành cho điệu nhảy này, rồi sự quan tâm của mọi người dành cho bài hát đó. Và đó thực sự là một cái điều mà Eric thực sự rất là trân trọng, không nghĩ rằng là nó lại được như vậy. Và đến năm 2021 thì Eric cũng đã có một cái dịp rất là may mắn khi mà được tham gia vào một cái đêm nhạc để phục vụ cho các bệnh nhân F0 và cũng như là các y bác sĩ tuyến đầu tại bệnh viện dã chiến. Thì thực sự khi mà lúc mà Eric bước vào trong cái bệnh viện dã chiến đó thì thực sự lúc đấy mình cũng cảm thấy cũng thực sự rất là hồi hộp và rất là run, tại vì biết rằng là rất là nhiều các y bác sĩ ở trong đó họ đã làm việc ngày đêm, họ đã rất là vất vả để mà có thể giúp được các bệnh nhân F0 như vậy. Thì khi mà mình bước vào và thấy rằng là thấy tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, nhưng mà cái nguồn năng lượng mà mọi người truyền lại cho mình thì thực sự là mọi người rất là lạc quan, rất là tích cực. Nên là mình cảm thấy rằng là ôi, mình cũng không có cái gì phải hồi hộp và sợ hết. Và lúc đấy Eric cũng đã rất là vui bởi vì được cống hiến những cái tiết mục văn nghệ nho nhỏ để dành tặng cho mọi người. Và khi thấy được cái sự vui vẻ, sự tích cực của mọi người thì thực sự Eric cũng thấy rất là ấm lòng. Phương từng nghe nói một câu rất là nổi tiếng mà Khánh Phương cũng rất là tâm đắc, đó chính là chúng ta sẽ không hối tiếc bởi vì những điều chúng ta đã làm, mà chúng ta sẽ hối tiếc bởi vì những gì mà mình chưa dám làm. Và với một năm 2021, Eric đã dám nghĩ, dám làm, dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, cho nên vì vậy cũng đã tạo nên một cái sự thành công nhất định trong năm vừa rồi. Và Khánh Phương được biết là Eric cũng là một nghệ sĩ tuy trẻ thôi quý vị, chỉ mới 5 năm hoạt động nghệ thuật nhưng đã có những thành công mà Phương cho rằng rất là nhiều nghệ sĩ trẻ khác cũng đang ao ước. Và với cái sự thành công hiện tại thì Eric cũng đã nhận được rất là nhiều những cái sự mến mộ của những người nghệ sĩ khác. Và gần
gần đây nhất thì là với vai trò mới tại Vocal Mentor cho TikTok Master năm 2021. Thì Eric có thể chia sẻ một chút xíu về cái quá trình hướng dẫn cho những cái bạn thí sinh tham dự vào chương trình này hay không? Từ mà Eric nhận lời tham gia để trở thành mentor trong cuộc thi TikTok Master 2021, nó cũng là một cái cơ duyên. Tại vì là thực ra Eric cũng đã tham gia rất là nhiều các chương trình của TikTok rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình sẽ nghĩ rằng là sẽ có một ngày mình sẽ trở thành mentor để mà có thể hướng dẫn các bạn thí sinh. Tại vì các bạn, nói chung là khi mà Eric tham xem ở trên TikTok thì thấy các bạn rất là tài năng, và nhiều khi mình còn phải học tập với các bạn nữa. Nhưng mà khi mà nhận được lời mời thì Eric cảm thấy rằng là đây cũng là một cái cơ hội để cho mình có thể thử sức và được tiếp cận gần hơn với các bạn, mà mình có thể học hỏi, biết đâu mình có thể học hỏi được nhiều. Thì khi mà mình gặp gỡ các bạn, mặc dù là mọi người cũng biết là quay hình trong khoảng thời gian nó cũng khá là khó khăn, cho nên là Eric cũng không có được gặp các bạn trực tiếp, chỉ có thể gặp trong cái đêm gala night cuối cùng thôi. Thì khi mà được gặp các bạn thông qua ứng dụng mạng xã hội online thì mới thấy rằng là cái nhiệt huyết rồi tất cả những cái sự sáng tạo của các bạn thực sự rất rất là nhiều, và mình có thể học hỏi các bạn rất là lớn. Nên khi mà Eric gặp các bạn rồi và được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình đấy, thì Eric mới thấy rằng là mình, nói chung là cảm thấy đây là một cái kỷ niệm rất là vui để mà tham gia TikTok Master. Phương được biết là trong năm 2021 thì rất là nhiều những cái hoạt động nghệ thuật đã chuyển mình sang cái trạng thái là online. Vậy thì với cá nhân Eric cũng là một người nghệ sĩ, khi tham gia vào những cái mà hoạt động online nghệ thuật như thế thì bạn có đánh giá như thế nào? Liệu đây có phải là một cái hướng đi mới của nghệ thuật trong những năm sắp tới hay không? Thực ra là hướng mà làm online thì nó cũng là một cái hướng rất là thú vị. Tại vì là quý vị khán giả cũng không cần phải đi ra ngoài chen lấn, mà mọi người có thể ở nhà và vẫn có thể được nghe nhạc trực tuyến, và cũng như là vẫn có thể được gặp gỡ thần tượng của mình. Thì đây cũng là một cái hình thức rất là thú vị và rất là hay, và cũng đã rất là thịnh trong những năm gần đây. Tại vì chúng ta khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta cũng chỉ có ở nhà thôi, nên là nếu mà chúng ta muốn xem những cái chương trình giải trí thì chúng ta buộc sẽ phải xem qua hình thức online. Tuy nhiên là Eric nghĩ rằng là không có cái gì nó là tuyệt đối cả, đúng rồi, nó không có gì là tuyệt đối, và cũng như không có cái gì là hay nếu mà chúng ta xem trực tiếp thì chúng ta vẫn cảm thấy nó thật hơn, đúng không? Đúng, chính xác. Đúng nhất rồi. Là những cái hoạt động nghệ thuật nữa, Phương nghĩ là khi mà khán giả mà nhìn thấy nghệ sĩ thì họ cũng sẽ có cái cảm nhận khác hơn về cái không khí lúc đó, và nghệ sĩ khi mà có khán giả tương tác trực tiếp thì cũng sẽ sung hơn, đúng không Eric? Sung hơn. Đấy. Bản thân Eric, khi mà Eric tham gia những cái chương trình online thì đôi khi nó cũng không phải là quay trực tuyến đâu, tại vì thực ra nhiều khi quay trực tuyến mà chúng ta quay ở nhà thì nhiều khi nó cũng sẽ có những cái rủi ro. Thế cho nên là nhiều chương trình thì Eric cũng đã phải quay hình trước, cho nên nó cũng sẽ không có được cái sự gọi là cái cảm xúc cảm thật. Giác thật, đúng là cái rồi. Cảm giác thật, và cũng không được tương tác thật cùng với quý vị khán giả. Cho nên là đó là cái rất là tiếc. Tuy nhiên là mình vẫn có cơ hội được tham gia chương trình, và mình vẫn có cơ hội được gặp gỡ khán giả, nó cũng đã là điều rất là may mắn rồi. Thì mong rằng là trong cái năm tới đây thì sẽ có nhiều những cái chương trình offline nhiều hơn để mà Eric có thể được gặp gỡ và tương tác với tất cả quý vị khán giả nhiều hơn. Như Eric cũng chia sẻ thì có thể thấy là thông qua cái hình thức mà những cái chương trình nghệ thuật mà biểu diễn online thì sẽ thiếu đi cái sự tương tác của khán giả. Vậy thì Eric nghĩ như thế nào để cho những cái chương trình online như thế này mà người nghệ sĩ có thể phát huy được hết cái khả năng nghệ thuật của mình khi mà thiếu đi cái chất xúc tác đến từ khán giả? Thực ra thì Eric nghĩ là chỉ cần đặt một cái, đó chính là chúng ta đang làm vì khán giả mà. Thế cho nên là Eric nghĩ rằng là chúng ta hãy cứ làm tốt nhất những cái gì mà chúng ta có thể làm. Tại vì tất cả quý vị khán giả họ cũng đã rất là mong chờ cái sự xuất hiện rồi. Và cũng như là cái sự cống hiến của mình. Thế cho nên nếu như mà mình chỉ vì cái cảm xúc của mình lúc đó mà mình làm không tốt, thì chắc chắn quý vị khán giả họ cũng sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng. Cho nên là Eric nghĩ rằng là hãy cứ làm tốt nhất có thể. Hãy cứ tưởng tượng như là ở trước mặt mình đang là 1.000 khán giả hoặc 10.000 khán giả cũng được. Đó, thì mình sẽ làm tốt. Thưa quý vị, năm 2022 cũng đã đến và những nghệ sĩ của chúng ta cũng đã rục rịch cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới. Vậy thì với Eric có mặt trong chương trình những ngày đầu năm mới, bạn có thể chia sẻ một xíu về những cái dự định trong năm 2022 của mình hay không? Thật ra là mở đầu cho năm 2022 thì Eric cũng đã cho ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc có tên là Chạy Về Khóc Với Anh. Đây là cũng là một cái sản phẩm mà Eric cũng như là ekip rất là tâm huyết trong khoảng thời gian vừa qua, và Eric cũng rất là mong rằng là trong khoảng thời gian này thì mọi người vẫn có thể replay lại ca khúc đấy. Còn điều đặc biệt hơn nữa đó chính là trong tháng 2 thì Eric chính thức trở lại với những cái sản phẩm nhạc của mình. Đây cũng là một cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Hùng, và thực sự rằng là đây là một cái dự án mà Eric và ekip cũng đã ấp ủ từ đầu năm ngoái cho đến tận bây giờ mới có thể tung đến cho tất cả quý vị khán giả. Cho nên rất mong rằng là mọi người hãy cùng chờ đợi Eric thêm một chút nữa thôi, bởi vì khoảng
giữa tháng 2 thì Eric sẽ chính thức trở lại, nên là mong là mọi người hãy ủng hộ cho Eric trong năm nay nha. Vâng ạ, và chúng ta sẽ cùng chờ đón những cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Eric trong năm 2022, và hy vọng là với những sản phẩm âm nhạc này sẽ nhận được sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả, đúng không Eric? Và thưa Eric, là trong chương trình hôm nay thì khán giả cũng đã rất là thứ nhất là mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn, thứ hai là cũng rất là muốn biết là đến với chương trình thì Eric sẽ đem đến cái tác phẩm nghệ thuật nào để có thể phục vụ quý vị khán giả trong những ngày đầu năm mới. Nhất định rồi, tại vì hôm nay thì thực sự rất là cảm ơn đến VTC bởi vì đã mời Eric tới đây để mà có thể được trò chuyện cùng với tất cả mọi người trong những cái ngày đầu năm mới, trò chuyện cùng với chị Khánh Phương nữa. Và nhân một cái dịp rất là đặc biệt như thế này thì Eric cũng sẽ muốn gửi đến mọi người một cái sáng tác, một cái bài hát mới nhất của Eric đã vừa mới ra mắt trong khoảng thời gian vừa qua, cũng là ca khúc mà Eric vừa mới nhắc đến lúc nãy, ca khúc Chạy Về Khóc Với Anh. Và rất mong là bây giờ ở ngay trên sân khấu của VTC thì Eric có thể được thể hiện ca khúc đấy để gửi tặng mọi người trong những ngày đầu năm mới. Hoa tiên vi hay là chỉ đau bề, càng vì sao trong sáng hơn đôi mắt của em. Thật đẹp đến chẳng thèm tung phải nát gió mây. Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay? Giờ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu như không tiền ngon thì buông. Tình yêu không có phía gì, cứ lại tự tình yêu xóa thôi. Làm cho ai sự giang cắn đắt cho vô tình kể là rồi. Vâng, xin được cảm ơn Eric bởi vì phần trình diễn rất là tuyệt vời vừa rồi. Và thưa quý vị, xin được thay mặt cho toàn thể quý vị khán giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được kính chúc cho Eric sẽ có một năm 2022 thật bùng nổ hơn nữa với những dự định âm nhạc sắp tới của mình. Và cũng xin được cảm ơn bởi vì ngày hôm nay bạn đã dành thời gian để đến đây tham dự cùng với chúng tôi trong một cái chương trình Tết rất là ý nghĩa của Đài VTC.
Dạ, rất là cảm ơn chị Khánh Phương. Và trước khi gửi lời chào đến chương trình thì Eric xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến chị Khánh Phương, đến với tất cả các anh chị em thực hiện ekip trong chương trình, và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả. Mong rằng là mọi người sẽ đón một năm mới, một năm Nhâm Dần thật là nhiều bình an, hạnh phúc, an nhiên. Và một điều đặc biệt hơn nữa mà tất cả chúng ta đều đang mong muốn, đó chính là có thật nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ sớm bắt nhịp được với cuộc sống bình thường để mà chúng ta có thể tiếp tục được cống hiến và tiếp tục được làm thật là nhiều những cái điều mà chúng ta đã ấp ủ trong những năm trước mà chưa làm được. Vâng, xin được cảm ơn Eric rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé. Hải Ninh đang ở căn bếp của một gia đình người Thái. Và trong những ngày Tết của người Thái thì món trâu gác bếp là một món ăn không thể thiếu. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Hải Ninh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để làm món trâu gác bếp này. Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và như Hải Ninh được biết là món trâu gác bếp là một trong những cái món không thể thiếu trong mâm cỗ của ngày Tết của người Thái, đúng không bạn? Vâng ạ, những ngày lễ ngày Tết của dân tộc Thái chúng tôi thì gồm có món rau nộm này, xong mà nếp xôi này, cẩm này, xong mà món thịt lợn này, xong mà thịt treo gác bếp này, xong mà những cái món đấy chị ạ. Và cái thịt gác bếp này thì chúng ta sẽ thường để trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì sẽ là ngon hả bạn? Ngày xưa thì chúng tôi nói chung là không có cái để bảo quản ấy, thì chúng tôi sẽ treo lên gác bếp để sự bảo quản bây giờ thì nói chung là có sự bảo quản trong tủ lạnh thì trong vòng 3 ngày thì mình sẽ ăn và thơm và ngon hơn. Bạn ơi, cái phần trâu gác bếp mà chúng ta đã chuẩn bị ở đây thì cái màu sắc Hải Ninh thấy là cái màu sắc với cả cái phần thịt trâu gác bếp ở đây nó rất là khác nhau. Vậy thì nó do khác nhau về là Hải Ninh đoán rằng là sẽ là do cái thời gian ngày chúng ta hong, chúng ta phơi đúng không bạn? Cái này hun được 6 đến 7 ngày rồi. Nếu như mà không do bạn nói là đây là thịt trâu gác bếp thì Hải Ninh sẽ không nghĩ rằng đây chính là món trâu đấy ạ. Bởi vì là cái phần khói đen nó đã bám vào và nhìn như là một cái thanh củi khô ấy. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể lấy cái phần thịt này để chế biến những cái món ăn được bạn? Có ạ, đến lúc mang ra để hấp xôi ạ thì rửa qua một nước nóng ạ. Xong mình về xong rửa thêm một nước lạnh, nước sạch ấy, xong mình mới sôi lên để cái chó sôi này mình sẽ lúc đấy mình sẽ đón khách chị ạ. Tuy nhiên là Hải Ninh muốn hỏi là cái khác nhau về màu sắc như vậy nhưng mà cái khác nhau về hương vị qua cái khoảng thời gian mà chúng ta hong nhiều hơn sẽ là như thế nào bạn nhỉ? Ăn nó sẽ ngon và nó sẽ dai hơn ạ. Và nếu mà trong 3 ngày mình ăn thì nó sẽ bùi, nó sẽ không kịp để khô như mình làm sẽ dài ngày hơn ạ. Hải Ninh đã thấy là cái sự khác biệt của phần thịt trâu nếu như chúng ta để theo thời gian khác nhau. Nhưng bây giờ chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng như Hải Ninh đang mong muốn để chúng ta có thể biết công thức đặc biệt của người Thái trong làm thịt trâu gác bếp như thế nào. Thì xin được hỏi bạn, bạn có thể chia sẻ cho Hải Ninh những cái công thức để mà chúng ta cũng như cái cách làm món trâu gác bếp của người Thái được không? Theo tôi được làm với các ông bà ngày xưa làm thì giờ tôi cũng là con gái để truyền theo ạ. Nguyên liệu không thể thiếu của món trâu gác bếp sẽ là thứ nhất, sẽ là quan trọng nhất là mắc khén ạ, với gừng, với tỏi, với lá chanh ạ. Xong để có gia vị ăn nó ngon ngon cay cay sẽ là ớt ạ. Vâng. Ở đây thì Hải Ninh thấy làm cái phần thịt trâu, nhưng mà chúng ta có cần phải lựa chọn cái phần thịt nào đặc biệt của con trâu không ạ? Để mình làm thì mình sẽ lấy thịt nó chắc, thịt nạc của nó về xong mình mới làm ạ. Bạn có thể hướng dẫn Hải Ninh cái cách tẩm ướp như thế nào để chúng ta có thể thực hiện món ăn này? Cái phần thịt chúng ta sẽ sơ chế như thế nào bạn nhỉ? Sẽ dài bằng cái gang tay này. Một gang tay, dài bằng một gang tay. Còn bề rộng? Bề rộng thì bằng một gang tay này. Là
ngón tay là một đốt ngón tay ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ sơ chế nhá. Em mà sẽ sơ chế sẽ mang ra được. Thì chúng ta đã thái xong rồi, bây giờ đến công đoạn quan trọng nhất, đấy chính là công đoạn tẩm ướp ấy. Chúng ta cùng làm thôi. Đã được thái xong, bây giờ sẽ ra tẩm ướp gia vị để làm mắc khén này. Mắc khén này. Thứ ba là ớt này. Mình sẽ tẩm gia vị. Sau là lá chanh. Nó sẽ thơm, ngon. À, giữ được mùi gia vị bóp lại cho nó đều. Chính sẽ bóp trong thời gian, ta sẽ ướp trong thời gian 3 đến 4 tiếng ạ, để gia vị nó ngấm xong mình mới treo lên lên cái lửa để nó hun khói ạ. Sau khoảng 3 đến 4 tiếng là đã đủ thời gian để các phần gia vị được thấm đều vào trong các cái phần thịt trâu đúng không bạn? Đi xong nói. Chúng ta sẽ bóp cho nó thấm thể với gia vị xong xuôi nhé, rồi sẽ lấy que để xuyên qua cái miếng thịt này để sẽ treo lên ạ. Cái mùi thịt đã được tẩm ướp nó khá là thơm á. Cho vào que. Xuyên xong rồi đúng không? Vâng. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ treo lên bếp. Phần thịt treo ở trên này thì như vừa rồi bạn nói là trong khoảng từ 3 đến 5 ngày. Và tốt nhất là từ 3 ngày đúng không? Nếu như 5 ngày là do là trước đây chúng ta không có tủ lạnh thôi. Tuy nhiên Hải Ninh muốn hỏi là cái phần lửa để chúng ta có thể tạo khói thì chúng ta có phải thường xuyên đốt lửa để trông lửa không bạn? Dạ, nói chung là cái về phần lửa là quan trọng nhất ạ. Nói chung là mình phải tìm lấy cái củi gỗ, củi chắc như củi nhãn chẳng hạn. Lúc nào mình cũng phải lửa nó đều đều. Đều lửa thì lúc đấy thịt nó sẽ thơm và ngon hơn, đủ cái khói lên để cho độ chín cũng như là độ thơm ngon đúng không? Như vừa rồi bạn nói là chúng ta phải dùng củi của cây nhãn, bởi vì Hải Ninh được biết là cây nhãn nó cũng sẽ là một cái loại gỗ mà tạo cho cái hương thơm nó cũng thơm hơn rất là nhiều đúng không bạn? Và như vậy thì nếu như ban đêm thì chúng ta không có thể canh trông thì làm sao mà cái phần khói nó vẫn được đều ạ bạn? Sẽ chọn cái củi thật to. Vâng, xong là mình cứ để tầm 3-4 khúc đấy. Khúc to nhãn ấy thì mình sẽ đốt đấy, để cả đêm nó cũng sẽ không trụi lửa chị. Và như vậy là một trong những cái bí quyết là chúng ta phải giữ lửa đều trong vòng từ 3 ngày thì cái lượng nhiệt cũng như cái lượng khói hong lên mới có thể làm chín cái phần thịt cũng như là thơm ngon cái phần thịt đúng không bạn? Hải Ninh đã rõ tất cả những cái công đoạn từ gia vị này, từ sơ chế này, rồi là cái cách chúng ta dùng lửa và khói như thế nào để hoàn thành món ăn ngày hôm nay. Hải Ninh cũng được ăn món trâu gác bếp nhiều lần rồi, nhưng mà cảm quan Hải Ninh thấy là cái món trâu gác bếp mà bạn đã chuẩn bị trước thì cái về phần màu sắc nó vẫn còn có cái màu nó ánh đỏ của phần thịt và hương vị mùi thì nó sẽ rất là thơm. Nhưng Hải Ninh nghĩ rằng là với cái phần thịt này thì khi mà chúng ta ăn cái độ khô có, nhưng mà cái vị ngọt cũng như là phần thịt nó sẽ không bị quá khô, bởi vì nhìn cái bề mặt của cái phần thịt trâu sau khi đã hun thì Hải Ninh đã nghĩ như thế. Tuy nhiên là Hải Ninh muốn hỏi là trong tục phong tục của người Thái thì món trâu gác bếp được sử dụng như thế nào trong những ngày Tết? Sẽ mang ra để làm những bữa ăn
hàng ngày của những ngày Tết của dân tộc Thái chúng tôi. Xong đến lúc có khách về chơi thì nói chung là mọi mang ra để đón khách. Và rất là cảm ơn bạn ngày hôm nay đã cho Hải Ninh cũng như quý khán giả của chương trình biết cái cách công thức để làm món châu gác bếp của người Thái với những cái gia vị như thế nào, cách chế biến như thế nào, bí quyết để làm sao chúng ta hong được cái phần châu hun khói thật là ngon. Và trong những ngày xuân thì Hải Ninh xin được gửi lời chúc đến bạn cũng như là toàn thể gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị, như vậy thì mùa xuân mới cũng đã tràn ngập hết mọi nẻo đường. Mùa xuân đến mang theo những niềm vui mới, những sức sống mới và cũng đem theo những hy vọng mới trong năm. Và tất cả chúng ta đều biết rằng mùa xuân là mùa của sự đoàn tụ, sự sum vầy. Dạ. Và bất cứ ai khi mà đi xa trong suốt một năm, nhất là một năm như năm 2021, vâng, chúng ta gần như không thể trở về quê hương của mình vì quá nhiều những cái thử thách. Dạ. Và thì ngày Tết, ngày được trở về với ông bà, cha mẹ, với dòng họ, với quê hương lại càng trở nên ý nghĩa. Nhưng có những người thì họ cứ đi mãi cũng chưa thấy trở về. Đó có thể là bởi vì nhiệm vụ, vì công việc cho cái Tết của những người khác. Vâng, và thưa quý vị, trạm dừng chân tiếp theo ngày hôm nay của Tết Sẻ Chia sẽ là huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, 2 năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Đặc biệt trong đó là đã lấy đi rất nhiều những người thân, những người thương yêu của chúng ta. Và những ai đang còn sống thì chắc chắn sẽ quý giá hơn bao giờ hết sự sống mà mình đang có. Bởi lẽ sự sống này, sự bình yên này được đánh đổi bởi những sự mất mát và hy sinh của rất nhiều những lực lượng, của rất nhiều những màu áo khác nhau. Nhưng trong đó phải kể tới những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, đó là những lực lượng về y bác sĩ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để cùng gặp gỡ và chia sẻ tình yêu thương với một trường hợp như thế. Ngôi nhà nhỏ này đã gần 1 năm nay vắng bóng người vợ, người mẹ, chị Vũ Thị Tình. Chị Tình là nữ điều dưỡng đã hy sinh trên đường trở về nhà sau khi tham gia chống dịch COVID-19 vào tháng 3 năm 2021 khi tình hình dịch tại Hải Dương diễn biến phức tạp. Mái nhà ấm áp vốn có đủ 4 thành viên, nay chỉ còn lại 3 người đàn ông, anh Nguyễn Văn Quynh và 2 cậu con trai bé bỏng. Nỗi đau, nỗi mất mát không thể nào kể xiết, nhất là với Bảo Nam và Bảo Long. Hai đứa trẻ không khỏi thiệt thòi khi sớm thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ. Cháu nhớ là cháu nhớ rất nhiều. Nhiều là cháu ước là mẹ vẫn còn sống. Đến khi cháu lớn lên là được. Đêm hôm nó gọi mẹ, xong em nó bảo thương mẹ lắm. Con chứ bây giờ không biết mẹ, mặt mẹ đâu. Thường thì nó đi học về thì nó lại ra mồm mẹ, cứ thương tủi thân. Gần 1 năm xa cách, Bảo Nam vẫn thường mơ thấy mẹ và nỗi mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai. Có những ngày vì quá nhớ mẹ, sau giờ học, Nam lại lặng lẽ đạp xe tới mộ mẹ thủ thỉ những chuyện vui buồn. Không có mẹ ở bên, cậu bé 10 tuổi tự nhận mình trưởng thành hơn để bố có thêm thời gian chăm em. Và với cậu bé ấy, mẹ luôn là một người mạnh mẽ, phi thường. Con rất tự hào khi có người mẹ như thế. Và mẹ mất thì con cũng rất buồn, nhưng về ngày sau con cũng rất vui. Vui khi mà mẹ đã góp phần cho đất nước. Vợ mất khi con trai Bảo Nam mới 10 tuổi, Bảo Long 3 tuổi, nên anh Quỳnh càng vất vả hơn. Bởi giờ đây, anh vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, vừa chăm chút cho các con từ miếng ăn, giấc ngủ,
vừa lo toan, gánh vác, đi làm kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Công việc phụ hồ vốn đã bấp bênh, thời gian gần đây sức khỏe của anh Quynh lại giảm sút, nên cuộc sống của mấy bố con cũng thêm phần vất vả. Hai vợ chồng, vợ thì làm cán bộ y tế ở tuyến xã, thế còn chồng thì làm ở nhà, thì kinh tế khó khăn lắm. Thế và lại còn nuôi thêm với cháu bé đang bị bệnh. Thế sau khi thì cháu mất đi thì gia đình có sinh được thêm hai em bé, tuy nhiên là hai cháu bé thì cũng hay ốm đau. Tết đầu tiên vắng mẹ, gia đình nhỏ không còn đủ đầy, nhưng chắc chắn hơi ấm của tình mẫu tử vẫn luôn ở bên các em. Bởi ở một nơi nào đó, dù xa thật xa, mẹ tình vẫn chở che, yêu thương những đứa con bé bỏng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được theo dõi một đoạn phóng sự để cùng rõ hơn nhân vật mà chương trình Tết Sẻ Chia ngày hôm nay sẽ ghé thăm là ai. Và trong hành trình này thì Quyên có được sự đồng hành của chị Mai Ly là đại diện của Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, cùng với anh Liễu đây là đại diện chính quyền của xã Cộng Lạc. Và ba thành viên của chúng tôi ngày hôm nay thì sẽ cùng ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Quynh để cùng chia sẻ những khó khăn và những thử thách mà anh đã phải trải qua trong khoảng thời gian vừa qua. Quyên ơi, đây là nhà của anh Quynh đây này. À dạ, vâng ạ. À, đây chắc anh Quynh đúng không ạ? Dạ. Chào hai bố con nhé. Chào hai bố con nhé. Em chào anh Quynh ạ. Dạ. Chào cô chú. Em chào anh ạ. Chào con trai. Dạ. Hôm nay thì em đến từ chương trình Tết Sẻ Chia của Đài Truyền hình của Thực số VTC. Em đến đây để hỏi thăm chút về tinh thần của gia đình mình trong năm mới như thế nào và sẽ có những dự định gì về tương lai, cũng như là có một chút món quà để gửi những lời chia sẻ gọi là ấm áp nhất đến gia đình anh ạ. Vâng, thưa quý vị, và để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Quynh cũng như là những khó khăn mà anh ấy đã trải qua trong một năm vừa qua và ước vọng của anh ấy là gì trong năm mới, thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tâm tư của anh Nguyễn Văn Quynh quý vị nhé. Dạ vâng, thưa anh Quynh, sau khi mà vợ qua đời thì anh đã gặp phải những khó khăn như thế nào về cả mặt tâm lý cũng như là đời sống kinh tế của gia đình? Vợ em mất thì nói chung là mình cũng vừa làm cha vừa làm mẹ, lúc cái khoản nợ nó cũng có trong gia đình, thì lúc nào mình cũng nghĩ, và mình nghĩ lại thương các con nữa. Là mẹ mất thì ba hầu như là hoàn toàn phải có cái trách nhiệm đấy. Sáng dậy, ví dụ con đi học thì sáng dậy mình phải dậy sớm, còn tối ngủ thì cháu nhỏ thì mình cũng phải cho cháu ngủ. Nói chung là nghĩ nó cũng tủi thân, nhiều khi là cũng khóc một mình. Vì con cái, mình phải cố gắng để cho con cái nữa còn dựa vào mình. Giờ chỉ mong sao là con cái nó cứ khỏe mạnh, không ốm đau, ngoan ngoãn học giỏi, thế là cái niềm vui của gia đình. Tuy rằng bước qua một biến cố quá lớn như vậy, nhưng mà trên hành trình đó Quynh cũng có nhìn thấy rất nhiều những nhà hảo tâm, rồi rất nhiều những người bạn, những người thân của anh luôn đồng hành cùng với anh. Tuy nhiên thì cho tới thời điểm này, thực sự trong lòng của anh có còn nhiều nỗi lo hay không? Và anh có thể chia sẻ những nỗi lo đó với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì con cái là còn nhỏ, nhưng mà các cháu trưởng thành cũng phải hơn chục năm nữa. Đấy. Thì mình lúc đấy thì mình mới yên tâm được. Chứ còn giờ thì trong người cũng có bệnh thì nó cũng, cái công việc của mình thì cũng hay no. Mà bây giờ lao động chính, mà ví dụ mình người ốm đau ra thì lại không làm được cái gì. Thưa anh Quynh, mùa xuân thì đang tới rồi, và Tết năm nay thì ba bố con của anh đã chuẩn bị những gì để có thể đón năm mới? Bây giờ nó đại dịch ra thì cũng muốn chở con đi mua sắm bộ quần áo, nhưng mà dịch cái này thì cũng không muốn. Đấy, cũng không muốn cho các cháu đi. Thì ví dụ mình cứ đi thì mình cũng đi mua cho các cháu phải thôi. Đấy. Ví dụ cháu thích gì thì mình lại mua cái đấy cho cháu. Quynh biết là hành trình phía trước của anh Quynh thì sẽ còn rất là nhiều khó khăn, nhưng mà Quynh tin rằng trên hành trình đó, với tình yêu thương của hai người con của anh, với sự trong trẻo của các con, sẽ là một trong những động lực rất lớn để anh có thể vững tâm trên con đường đó. Vâng, thưa quý vị,
Hành trình trong cuộc sống nào của chúng ta thì cũng phải vừa chứa đựng cả những giọt nước mắt và cả những tiếng cười. Tuy nhiên thì Quynh tin rằng với những góc nhìn lạc quan và đặc biệt là hai thiên thần như hai mặt trời bé con đây của anh Quynh sẽ là một trong những động lực để tiếp thêm nghị lực và tinh thần của anh trong những chặng đường phía trước. Và bên cạnh đó thì Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cùng với các nhà hảo tâm và đặc biệt là đơn vị FE Credit có một món quà nho nhỏ, mong rằng là với món quà này sẽ giúp cho anh ấm lòng và vững bước thêm trên con đường sắp tới. Cho phép là Hồng Quynh xin được gửi món quà này tới gia đình. Xin mời Nam sẽ nhận giùm cho cô nha. Chúc cho Nam và Long sẽ có nhiều sức khỏe nè, học tập thật tốt nè, để giúp cho ba thêm vững tâm con nhé. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì không biết là anh Quynh lúc này có cảm xúc như thế nào ạ? Cảm ơn và xúc động. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đến giúp đỡ, trao tặng phần quà này cho gia đình. Còn anh Liễu ạ? Trong cái lúc làm cái nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 thì đồng chí không may gặp nạn, để lại cho anh Quynh là người chồng là hai con thơ với cái điều kiện hoàn cảnh là rất là khó khăn, thì thay mặt chính quyền địa phương cũng rất là ghi nhận và xin cảm ơn các đồng chí của đài TVC mạnh khỏe, cũng như là chúc cho anh Quynh có một sức khỏe, chăm lo cho các cháu ngày càng mạnh khỏe và có ích cho xã hội. Vâng, những lời gửi gắm cũng đã được trao đi. Còn với Hồng Quynh lúc này, cho phép Hồng Quynh xin thay mặt Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, thay mặt những nhà hảo tâm và đơn vị FE Credit, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, lời chúc sức khỏe, bình an tới gia đình của anh Nguyễn Văn Quynh, tới lãnh đạo của xã Cộng Lạc cũng như là của huyện Tứ Kỳ. Xin chúc cho các anh chị có thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong năm mới, năm 2022. Một nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp cho em có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay ạ. Dạ. Thưa quý vị, khi bước vào hành trình này, có đôi khi Hồng Quynh cảm thấy là mình chùng hẳn xuống. Hồng Quynh từng nghĩ là nếu mà cuộc đời cứ tước đi của mình rất nhiều nước mắt đến như vậy, thì mình lấy động lực ở đâu ra để có thể bước tiếp vào ngày mai. Nhưng mà khi nhìn hai em nhỏ, em Long và em Nam, thì Quynh thấy rằng là tương lai nằm ở đây nè. Đó là sau nước mắt sẽ tới nụ cười, cứ người già lại tới người trẻ. Và sau những khó khăn sẽ có những điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Và thông điệp đó là một trong những điều mà Quynh muốn gửi gắm tới tất cả quý vị khán giả. Năm mới đã tới sẽ còn chờ đợi chúng ta với rất nhiều những khởi sắc khởi thịnh. Hy vọng rằng năm mới chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ có thật nhiều niềm tin để thực hiện mọi ước vọng của mình. Và mong rằng quý vị vẫn yêu thương Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC để chúng ta cùng nhau lan tỏa những yêu thương này ngày càng rộng lớn hơn nữa. Thưa quý vị, và trong những ngày đầu năm mới của Xuân Nhâm Dần 2022, chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những tin vui tích cực cũng đã đến với không chỉ là nền kinh tế Việt mà còn đến với những cái mặt khác của trong đời sống của nhân dân Việt Nam nữa. Và điều này thực sự sẽ mang lại niềm vui cho mỗi người, mỗi một gia đình, mỗi một doanh nghiệp. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước sang năm mới với một vận hội mới. Dạ vâng, và trong những cái ngày đầu năm mới như thế này thì thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi cũng sẽ có những cái câu đối để có thể gửi đến quý vị. Hy vọng một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy niềm vui. Câu đối như thế này ạ: chúc báo bình an tài lộc đến, mai khai phú quý lộc huyền lai. Vâng, thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được kính chúc quý vị sẽ có một năm mới, năm 2022 thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.